bạn là người kinh doanh sản phẩm dịch vụ mà bạn say mê hay là bạn là người say mê cái hoạt động kinh doanh và thưa quý vị có một người rất giỏi về vấn đề thiết kế và sản xuất bao bì thế là anh ta quyết định thành lập công ty nhưng khổ một nỗi anh ta rất sợ hoạt động marketing ở bán hàng rất ngại đi gặp mọi người giao tiếp với nhau và rất ngại quản lý tất cả mọi người do đó ở trong công ty anh ta suốt ngày ở dưới xưởng một mình làm hết việc này đến việc khác không biết phân công trách nhiệm cho người khác cả và công ty anh ta lúc đầu cũng thành công các bạn bởi vì sao bởi vì những cái thiết kế bao bì mà khó nhất trên thương trường không ai làm được thì tới anh anh giải quyết thành công thế là khách hàng chủ động tìm tới anh ấy và khi bắt đầu công ty phát triển anh ta mua thêm nhiều máy tuyển thêm nhiều người cũng chính lúc đó công ty gặp rối về quản lý và ngay cả đội sale họ cũng lừa anh ấy, đã đã gây ra cái sự khủng hoảng rất lớn cho anh. Anh cảm thấy rất sốc và đau đầu và rất may mắn anh ta tuyển được một giám đốc kinh doanh là một người rất say mê hoạt động bán hàng, say mê hoạt động marketing về phối hợp với anh ấy. Như vậy một người là kinh doanh cái thứ say mê về bao bì còn một người rất say mê hoạt động kinh doanh giúp cho hai người phù hợp với nhau giúp cho công ty phục hồi và phát triển vậy bạn là người là kinh doanh cái thứ bạn say mê hay là bạn say mê cái hoạt động kinh doanh hay cả hai các bạn hãy comment xuống bên dưới các bạn nhé